quá đông, phòng khách rộng mênh mông. Rồi đang sao thì đây à? Chúng tôi phải dùng 8 người mới xây nhà bộ ghế lên này. Tập trung người sau, tập trung tên sau, lên đấy vào, đấy vào. Cao, cao, thật cao lên. Ok, chào mừng quý vị nha. Siêu vĩ à. Phải thấp xuống, phải thật thấp xuống. Thấp xuống đi. Đấy, chúng ta thấy khủng lồ. Đằng sau thấp nữa đi. Đấy, một chiếc nặng nhất đã lên rồi. Siêu khủng đấy rồi. Quá đông. Phòng khách rộng mênh mông. Anh không có cái nhít à? Đá mặt tính này thì lắm.